mặt tại trường Đại học Cần Thơ các bạn. Hôm nay mình đi dự lễ tốt nghiệp đại học của đứa em gái. Bây giờ mình mời tất cả cùng với mình cùng đi tham quan các bạn. Bây giờ mời các bạn nghe. Rồi, như các bạn đã thấy, cái tòa nhà này là tòa nhà diễn ra cái lễ tốt nghiệp các bạn. Mình thì không có được vào cái tòa nhà này, mình chỉ ở vòng vòng phía bên ngoài thôi nha. Chờ mấy ngày tốt nghiệp ta mày về vậy đi tiệc tùng rồi đó mà. Ở đây thì có những cái bậc thang được trải thảm cỏ nhân tạo nha các bạn. Nhìn cũng rất là đẹp luôn nè. Cũng vừa lúc mình đến đây có đôi bạn chụp hình cưới ở đây nha các bạn. Lần đầu tiên mình đến đây mình đi cũng không có hết cái trường đại học này các bạn. Ở đây chỉ là một góc nhỏ của trường đại học thôi mà mình thấy nó cũng rất là lớn rồi. Khi mình đặt chân đến đây thì cái buổi trao bằng tốt nghiệp đã kết thúc nha các bạn. Hiện tại thì sinh viên về cũng gần hết rồi. Bây giờ thì mình cũng đi dần dần ra ngoài phía cổng lớn nha các bạn. Các bạn đang thấy là cái tòa nhà điều hành trường Đại học Cần Thơ nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ di chuyển vào phía bên đó để chụp vài tấm hình làm kỷ niệm ha. Bây giờ thì mình ra nhà xe trường đại học để mình lấy xe, chuẩn bị về nghe các bạn. Rồi, hiện tại mình đã ra khỏi trường đại học Cần Thơ các bạn. Mình cũng xin tạm dừng video này ha. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo của mình. Xin chào.